Người đàn ông tử vong khi đi đục hàu ở quê vợ. Theo người thân bên vợ đi đục hàu ở Cà Mau, người đàn ông quê Hậu Giang bị đá đè, thuộc ống dẫn oxy tử vong. Ngày 28 tháng 8, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông tử vong khi lặn vào kè ly tâm đục hàu. Hàu là một loài hải sản bám trên mặt đá, phóng viên. Chính quyền địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khánh Tiến cho hay. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 27 tháng 8, anh VHM, 31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang cùng một số người thân bên vợ đến đoạn kè ly tâm nằm trên địa bàn xã Khánh Tiến, rồi anh lặn vào sâu bên trong đục hàu. Một lúc sau, mọi người không thấy anh M nổi lên, nghi chuyện chẳng lành nên những người đi cùng đã tìm kiếm và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Gần 19 giờ cùng ngày, ngành chức năng cùng người dân mới đưa được thi thể anh M và đưa lên bờ. Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, nguyên nhân anh M tử vong là do trong quá trình đục hàu không may bị đá bờ kè sập trúng người, thuộc ống dẫn oxy và tử vong. Qua làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi cũng như điều tra nguyên nhân tử vong. Do đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và bàn giao thi thể anh M cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, anh M quê Hậu Giang nhưng lập gia đình tại xã Khánh Tiến, thường đi qua lại giữa hai địa phương. Anh M thấy người thân bên vợ đục hàu rồi đi theo, nhưng do không có kinh nghiệm nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.